đến với kênh Ở Đâu Rẻ Nhất. Sản phẩm ngày hôm nay mình gửi đến các bạn đó chính là một mẫu quần sọt sọc nha các bạn. Đây là dạng thun ha. Với cái mẫu quần này thì các bạn nữ sẽ cực kỳ thích luôn, bởi vì nó rất là trẻ trung, nó rất là thời trang. Các bạn có thể diện phong quần này để chúng ta đi tập gym này, tập thể dục này, chúng ta cũng có thể chơi cầu lông, nói chung là các thứ ha. Đặc biệt là với thiết kế như thế này, các bạn dễ dàng vận động di chuyển rất là thoải mái. Đặc biệt với thiết kế viền sọc như thế này thì nhìn chiếc quần nó sẽ trở nên tinh tế hơn, đúng không các bạn? Các bạn nữ khi mà diện một bộ đồ thể thao, một chiếc áo thun, một chiếc quần như thế này kết hợp với lại giày sneaker thì nó cực kỳ chất luôn rồi. Mặc dù là cái form rộng nhưng mà nó cũng khá là tôn dáng các bạn ha. Đó, rồi mình giới thiệu với các bạn đây là một shop yêu thích trên Shopee nha. Bán dòng sản phẩm này được đánh giá 5 sao luôn nè. Và 83.000 sản phẩm đã bán rồi. Giá của sản phẩm đang giảm 35%, chỉ có 98.000 một chiếc quần như thế này thôi. Nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu mua hàng, hãy click ngay vào đường link mình đặt sẵn bên dưới các bạn nhé. Mình sẽ xem qua một số đánh giá của khách hàng nè. Đánh giá 5 sao. Đây, giao hàng cực kỳ nhanh luôn, đóng gói sản phẩm rất kỹ lưỡng, vải khá dày dặn, mặt rất ok. Đánh giá shop 5 sao nè, sẽ ủng hộ shop nhiều. Đây là hình chụp thực tế của sản phẩm này các bạn, nhìn rất là đẹp nha. Quần xinh lắm nha, mặt rộng thoải mái lắm, vải tạm ổn, shipper đẹp trai, áo trắng rất xinh nhé, vải vải quần rất ok, nói chung là rất đẹp. Mua hai lần của shop rồi, cả hai đều rất đẹp, giao hàng siêu nhanh. Nói chung thì một mẫu quần như thế này với giá cả như vậy là khá hợp lý rồi các bạn. Đặc biệt mình đã sàng lọc ra rất là nhiều shop trên các sàn thương mại điện tử rồi. Đây là một shop bán hàng uy tín với chất lượng sản phẩm tốt, được đánh giá rất là cao. Khi các bạn có nhu cầu mua hàng thì hãy an tâm các bạn nhé. Video chia sẻ sản phẩm của mình ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn cũng đừng quên like, share, đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.